Rồi, ok. Bây giờ mình đang ở thành phố Vinh, Nghệ An và tham gia tuyển chọn đội bóng quân siêu phàm tại Nghệ An để xem hôm nay sẽ có những nhân vật nào, những tài năng nào sẽ xuất hiện ngày hôm nay nha. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, chắc khoảng 40 bạn tham dự ở đây, rất là đông các bạn nhỏ. Bên kia thì có giải đá banh. Phúc thì ra làm MC. Mình sẽ ngồi đây chấm các điểm số của các bạn. Mình chấm theo có 4 thang thôi. Yếu, trung bình, khá, tốt. Okay. 4 cái thôi. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này. Cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi papa bự. Sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như con sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Bạn nhỏ hồi nãy có một cú sút rất là xa đây. Rồi. Chào em tên gì nhỉ? Dạ, Nguyễn Anh Pháp ạ. Nguyễn Anh Pháp ạ. Anh Pháp. Dạ. Nãy em có những cái lực sút rất tốt, thấy được sút từ đây qua nhưng bóng bay hơi cao so với khung thành, thì có biết lý do tại sao không? Dạ, tại vì bóng nhẹ. Bóng nhẹ. Rồi, anh nay sẽ chỉ cho em biết làm sao cho nó sẽ không phải bay cao xa vậy nữa mà bay rất thẳng khung thành. Là do điểm tiếp xúc của em nó bị thấp quá. Hồi nãy em tiếp xúc quả bóng, các bạn ở đây cũng chú ý nha, em tiếp xúc vào quả bóng nó thấp quá. Ráng tiếp xúc ở phần giữa quả bóng thì bóng nó sẽ bay ghim thẳng khung thành. Giờ mình thử cái nha. Rồi qua đây. Rồi anh đá trước nha. Tiếp xúc ngay tâm quả bóng. Rồi nha, anh làm mẫu. Rồi. Rồi em cố gắng tiếp xúc ngay tâm quả bóng là bóng sẽ rớt vào. Thử nha. 3, 2, 1. Wow, mọi người cho chàng hóa tay. Yeah. Rồi, cảm ơn em đã thành công. Yeah. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến cầu vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùng luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đâu chúng ta cùng nào. Rồi, ok. Rồi. Ok. 10. 9. Rồi, ok. Ok, rồi, cảm ơn. Yeah, cái nào? Yeah! Đồng nhá! 1, 2, 3! Yeah! Bắt đầu nào! Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận chung kết ngày hôm nay. Hãy cùng chờ xem lượng đỏ hay lượng xanh chiến thắng nha! Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này. Cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah! Từng bay lên cao đi papa bự. Sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mềm, hãy luôn tin rằng
xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng và thắng sẽ mang về chiến cờ vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùn luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số bên chúng ta cùn nào? Tung bành lên nữa đi. Kết thúc sự kiện tuyển chọn đội bóng Quân Siêu Phàm tại thành phố Vinh, Nghệ An, và mình rất ấn tượng với rất nhiều các bạn trẻ 11 tuổi ở đây, rất tài năng và rất kỹ thuật. Đừng quên tặng mình một like và subscribe để mình làm những video clip như thế này, đi vòng quanh cả nước để tìm các tài năng bóng đá. Ok, mình Phạm Thi, xin chào, hẹn gặp lại.